Hôm nay tôi cho các bạn xem sở thích của rái cá TV. Chính là chơi nắm vú. TV chơi nắm vú sướng không con? Chơi từ sáng tới tối luôn ha. Sớm gì đâu mà chớm. Nắm vú giả làm như con không biết nha. Tại giờ con không có gì chơi, con nhớ ba nhớ mẹ của con, nhớ anh chị em của con. Thì con cũng thấy đó, tôi đã làm hết cách để cứu giống loài rái cá của con ở Việt Nam rồi. Tôi cứu được con cũng là may mắn rồi. Con coi cứu mấy anh chị em của con có ai được như con không. Bây giờ con được ở ngôi nhà này, thương yêu con như gia đình, chăm lo cho con chơi từ sáng tới tối, không ai la rầy mắng mỏ gì con. Con muốn gì cũng được. Mà con quậy quá à. Nắm vú cái này là cái thứ 10 rồi TV. Con chơi thì chơi con giữ cái nắm lại, con đừng có nhai đầu nắm nó nát ra nha. Rồi không có nắm vú để bú sữa nha con. Con biết rồi, người cá tiêu nói nhiều quá à, con nghe nhức đầu lắm luôn rồi á. Chơi xếp thao giỏi không? Khen con đi. Nói thiệt, các bạn thấy rái cá TV chơi nãy giờ thấy giống em bé không? Đúng là rái cá TV 3 tháng tuổi thì giống như là một bé nhỏ 3 tuổi. Nhìn nó cưng quá ha. Các bạn có muốn làm hại nó không? Các anh chị em của nó ngoài kia đang bị người ta làm hại rất là đáng thương. Như hôm nay trên YouTube của tôi có bạn nói là ba bạn ấy đi rừng bắt được một bé rái cá về đập đầu để làm thịt ăn. Bạn ấy khuyên ngăn nhưng mà ba bạn ấy vẫn tiếp tục. Đáng thương cho sự thiếu hiểu biết của người dân Việt Nam mình. Tôi muốn cho các bạn xem những hình ảnh đáng yêu này của loài rái cá. Để những ai có ý định làm hại nó, xin hãy dừng lại đi. Cũng đừng xem nó là thú cưng, nó không thể sống ở trong nhà được. Bởi vì ở trong nhà càng lớn nó càng quậy, nó càng nghịch, phá dữ lắm. Không có chịu nổi đâu. Đây là hồi nhỏ của rái cá TV. Thấy em ấy thế nào? Em ấy cũng không thể trở lại với tự nhiên được nữa. Bởi vì rái cá TV sống trong thế giới con người, bị mất đi cái bản năng sinh tồn của loài rái cá và bản năng tự nhiên. Là những cái kinh nghiệm mà phải được rái cá bố mẹ truyền lại từ nhỏ. Và lớn lên thì rái cá TV mới có thể trưởng thành và trở thành một chú rái cá hoang dã thực sự, sinh tồn được ngoài thiên nhiên. Còn bây giờ rái cá cha mẹ bị người thợ săn làm hại chết hết rồi, thì ra ngoài thiên nhiên bây giờ gặp mấy con rái cá khác thì nó đấu đá, nó đánh lộn lẫn nhau. Nó đâu có cho rái cá TV hòa nhập vào đâu. Nên các bạn đã làm hại một cuộc đời, một cái tương lai của một con rái cá với cái nhiệm vụ là cân bằng hệ sinh thái dưới nước. Không thể biến rái cá thành thú cưng. Tôi xin nhắc lại với các bạn như vậy. Đừng hại rái cá nữa nha.